Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy bán đinh của Hinti. Máy này nó sản xuất tại Úc nha anh em. Và mã của nó là BX3. Bao gồm có một cái sạc điện 110, một cục pin 2.6 22V và một cái máy. Thì cái pin này là sử dụng chung cho hệ máy khoang hoặc máy vít của hoặc máy bù lông của Hinti. Rồi BX3 này nó bán đinh bê tông, thì bán đinh 2/2 trở lại và nó không cần phải ga, chỉ có gắn pin vào và bán thôi. Thì có một máy, một pin, một sạc, thì giá của nó là 10 triệu. Còn cái máy này nếu mà mới 100% á, anh em mà muốn tìm sưu tầm mới 100% á, thì nó tầm khoảng 39 triệu 7. 39 triệu 7 là cái body này. Còn cái này là hàng cũ. Hàng cũ nha anh em. Đây, nó tầm khoảng 80-90%, nhưng mà trong ruột thì len can. Ok. Thì nó là trùm bán đinh rồi. Và em này hình như là nó sản xuất tháng 2 ở Nhật nha anh em. Tháng 6 năm 2020. Cái này chuyên cho công trình, những anh em mà làm thợ điện nước hoặc là điện công trình thì mình mua em này, Hinti này về gắn đinh bán thôi. Và đinh này thì thị trường mình có nhiều nha anh em. Đinh thị trường có nhiều. Rồi thì rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ Tùng 0962 232 180, thì em Tùng sẽ gửi hàng cho anh em. Ok. Thì cái vỏ này nó là dùng nhựa chrome á, thì rất là bền, chống va đập. Nó bánh đinh là 14-24 luôn, độ dài 30 đây anh em. Thị trường Nhật về nha anh em. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì giá 10 triệu bao gồm máy, pin sạc. Và giá này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Anh em ở xa thì cọc cho mình sẽ ship tới nhà.